nó buông dây này, dây này không phải hòa được từ cái dây đó nó cúp cái đầu mẫu 2,5 mét. Giải này được cái là in nhiệt luôn nha, không có phối màu. In nhiệt thì nó ưu điểm là nó nhẹ, nó nhẹ gió, cái áo nó cũng nhẹ nữa. Còn cái sườn này em làm đấy. Này thủy tinh hay gì em? Thủy tinh hả? Thì nó nặng hơn cái kia. Rồi, móc vô luôn, móc vô dây vô luôn. Không ít quá. Móc vô đây tôi chỉnh sửa cho. Con này thả lần đầu nha, chưa có thử không? Chưa thử mèo để chạy tới chạy lui hoài, chỗ này là có ngày sáu nè, còi luôn nè, có ngày sang thử đi. Thấy chưa? Lên rất ngon, nhưng mà thế nào cũng dính rồi, dính dày. Rồi chưa lũng cánh rồi bác ơi, lũng cánh rồi, à, lũng cánh rồi. Thôi không được thì bây giờ em may lại đi, sửa lại cái áo gì nữa nó may sao kia dở ta. Nó nhọn quá trời á. Đúng rồi, cái không, cái nó không độn đầu. Cái băng keo quấn cái đầu cho nó cũng dài ra. Không giờ không được giờ nó vuột nó lủng nữa. Rồi cho nó vô cái gạt. Không phải được không? Đợi. Cái gì? Ừ. Nó lủng rồi, nó lủng. Cái đầu đi thuốc á nhét vô. Nó xỉu lủng, xỉu đầu. Lấy cái đầu đi thuốc được không? Chưa quay được, chưa quay được. Ê, dương dài. Từ từ cho ráo đi. Rồi, ở đây dính rồi, dính dây rồi. Không được. Từ từ lại đi. Ông quay dạ. Sườn đó là mềm ngon rồi, sườn đó ngon rồi. Thôi bao chưa biết khu nhiều. Chưa. Cho nó chạy ra lại đi. À, anh sang xéo qua đây nè xem. Sang giống như người nổi tiếng rồi ta. Ống kính nó đeo rùm trời rồi á. Xong cổ chia ngang, tránh ra ngang. Lên cửa nào nó cũng dính à, không dính con này cũng dính con kia. Xuống sông ngang. À. Con này thấy ngon nha, sườn là ngon nè. Rồi đó, chịu lên rồi đó.
bay tốt nè các bạn. Rồi clip đến đây kết thúc, các bạn nhớ cho một sub đăng ký nha, cảm ơn nhiều.